Rồi chúng ta copy cái hình chúng ta dán vô đây. Và thường khi chúng ta làm á, thì chúng ta kéo chuột nó hay bị chạy lắm, cho nên là các bạn khóa nó lại luôn. Click chuột phải, các bạn chọn cho thầy cái công cụ là lock object, khóa nó lại. Vậy khi mà các bạn lock rồi thì các bạn kéo nó không chạy nữa. Đó, thì nó sẽ dễ cho mình thao tác hơn. Vậy trước tiên chúng ta sẽ có cái hình chúng ta phân tích nè. Với cái hình màu xanh thì nó là đường tròn bên trong, nhưng mà khi mà chúng ta cắt á, thì chúng ta lại cắt một cái đường lớn hơn. Đó, cắt một cái đường lớn hơn. Như vậy lúc mà chúng ta tạo đường tròn thì các bạn sẽ tạo cho thầy một cái đường tròn bất kỳ. Rồi các bạn chuyển nó lên, kéo nó lớn ra. Cái này tương đối thôi, không có cần chính xác, bởi vì mình làm cái hình nó tương đối là được. Rồi mình dùng chuột mình nhích lên tí xíu. Như vậy mình thấy là đây là cái đường tròn lớn bên ngoài đúng không? Rồi mình copy vô cái đường tròn nhỏ bên trong, nhấn shift cho nó nhỏ vô. Và đường tròn bên trong là trong 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 sâu này luôn nè. Đó, click chuột phải, được không nào? Như vậy khi mà các bạn tạo đường tròn thì các bạn copy vô, nhưng mà mình tạo cái đường vành khuyên này nè, thì các bạn chọn cả hai đường tròn. Đó, nếu như bạn tô màu, bạn tô màu thì nó tô màu liền hết, bởi vì nó là hai đường tròn độc lập. Thì các bạn sẽ chọn tiếp cho thầy compile nó lại. Hôm trước mình học rồi, compile thì những chỗ nào mà có số chẵn đối tượng thì nó giữ lại, chỗ nào số lẻ thì nó mất đi. Đây, số chẵn, bởi vì đường tròn lớn và đường số chẵn. Số chẵn thì nó mất chứ, sorry, số chẵn đối tượng thì nó mất mà số lẻ thì nó giữ. Như vậy ở cái vùng bên trong này là có cả đường tròn lớn, cả đường tròn nhỏ nên nó mất. Còn cái bên ngoài nó chỉ có đường tròn lớn thôi thì nó giữ lại. Rồi, mình sẽ bỏ màu nền đi để mình dễ thấy. Đó, như vậy là mình đã tạo được cái đường vành khuyên ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái đường nhỏ ở bên trong, cũng là cái đường vành khuyên này luôn. Thì mình dùng công cụ gì? Contour ha. Đó, contour. Để mình tạo một cái đối tượng nhỏ bên trong. Đây các bạn chú ý công cụ này. Các bạn đưa con trỏ vô đây, click chuột thì nó chỉ chọn đối tượng thôi. Mà bạn muốn chọn đối tượng sâu bên trong thì bạn giữ chuột nó ra cái menu phụ cho mình. Rồi mình tạo đối tượng vô bên trong, một đối tượng bên trong thôi. Và cái độ lớn này mình chưa biết nhiêu là vừa, thì mình cứ để đại 2 cm, mình bấm lên hoặc bấm xuống thì nó sẽ tạo ra cho mình. Đó, như vậy là vừa nè, 1.5 mm, đúng không? Tương đối là được. Bây giờ mình tạo được đối tượng rồi, thì đối tượng của mình nó là sẽ là đường đôi giống như thế này. Nếu mà chúng ta muốn tô màu thì chúng ta phải bẻ nó ra, tách nó ra. Click chuột phải, các bạn chọn Brush Contour. Đường ngoài cùng, giả sử mình tô màu xám. Đường trong, mình tô màu xanh. Đó, như vậy là mình đã có được hai đường chưa? Và mình bỏ viền đi. Bỏ viền đi. Click chuột phải lên cái dấu chéo là mình không có biên. Cái màu ngoài thì cho cái màu đậm tí để cho mình dễ thấy. Rồi ok. Và mình copy cái này ra thành 5 đối tượng. Copy thành 5 đối tượng. Bây giờ để copy và kênh lề mỗi cái vòng tròn như vậy thì nó sẽ đi một cặp. Tức là vừa cái vòng trong và vừa cái vòng ngoài. Cho nên là thì chọn hai cái thằng này thì rút lại cái. Để tí nữa mình kênh lề nó hỏi nhảy. Nó không nhảy. Ha. Chọn cả hai. Và các bạn sẽ chọn cho thầy là group. Group là bên này. Ctrl G. Group lại. Như vậy lúc này chúng ta chỉ cần di chuyển thì nó di chuyển cả cặp luôn. Rồi, mình sẽ copy ra. Copy qua đây. Nhấn shift để cho nó đi trên đường thẳng. Ví dụ như mình đi, mình không nhấn shift thì nó đi tự do nè. Còn mình nhấn shift một cái là nó nhảy xuống đường thẳng. Copy ra.
click chuột phải, copy ra, click chuột phải. Như vậy chỗ này ba cái đường này là nó tương đối thôi, nó chưa có đều nhau đâu. Mình sẽ làm một đoạn nữa là chọn cả ba, chọn cả ba, và chúng ta sử dụng công cụ align được chưa? Align, và nó là đã ra đến đây rồi nè, mình chọn rồi. Như vậy trong cái align này nó sẽ có là canh lề, canh lề và canh khoảng cách. Như vậy canh lề và canh khoảng cách là như thế nào? Bây giờ thầy cho một cái đường chữ nhật và một cái hình oval giống như thế này. Chúng ta chọn hình oval trước, ellipse trước, rồi chúng ta chọn hình chữ nhật sau. Chú ý, cái nào chọn sau thì cái đó sẽ làm chuẩn nhé. Cái nào chọn sau cái đó sẽ làm chuẩn. Rồi chọn cả hai thì cái bảng này giả sử thầy chọn canh trái thì cái hình ellipse nó sẽ tự động nó canh trái theo hình chữ chữ nhật. Ngược lại, ngược lại, nếu thầy chọn hình chữ nhật trước thì chọn ellipse sau thầy cũng canh trái luôn, thì hình chữ nhật nó sẽ chạy, nó đi canh trái theo hình ellipse ha. Như vậy cái nào chúng ta chọn sau thì nó sẽ làm chuẩn cho cái đối tượng chọn trước đó. Rồi tương tự như vậy, kênh giữa, kênh phải, kênh dưới, kênh trên và kênh giữa theo chiều ngang, chiều đứng. Như vậy là mình đã có được cái align là kênh theo biên. Còn cái công cụ của chúng ta dùng để canh khoảng cách để làm gì? Ví dụ mình có một hình, mình copy ra đó, mình thấy ba hình này là nó không có đều nhau nè, mình chọn cả ba, mình chọn là canh lề theo đường biên bên trái của từng hình, hay là theo ở giữa, hay là theo bên phải, hay là theo khoảng cách giữa hai hình đều nhau. Như vậy nếu mà chúng ta tạo những cái đối tượng mà giống nhau thì chúng ta chọn cái nào nó cũng giống nhau cả. Nhưng mà chúng ta chọn những đối tượng khác nhau, ví dụ như cái hình tròn, cái hình đa giác, rồi cái hình chữ A, thì các bạn sẽ thấy có sự khác biệt. Mình chọn nó canh lề. Như vậy ba đối tượng này nó sẽ có một cái khoảng rất là đều nhau. Mình sẽ áp dụng vô cái bài của mình. Mình chọn cả ba và mình chọn canh lề, thấy nó nhảy không? Nó nhảy một xíu. Rồi, như vậy các đối tượng của chúng ta là tương đối là thẳng và đều nhau. Khi các bạn tạo cho cái hình màu vàng và cái hình màu xanh này thì các bạn không nên copy từng hình đem xuống đây, mà chúng ta copy cả hai luôn. Chúng ta mang xuống dưới. Như vậy bản thân là khoảng cách nó đã đều chưa? Đều rồi, chúng ta không cần phải điều chỉnh về khoảng cách nữa. Cái quan trọng nhất là bây giờ ba đường tròn trên và hai đường tròn dưới nó có canh giữa ở nhau ở chỗ này chưa? Đó, quan trọng nhất là canh giữa chưa? Chưa đúng không? Hai đường tròn dưới nó bị lệch qua nè, đúng không nè? Như vậy thì chúng ta sẽ canh lề cái gì? Canh lề cả hai đường tròn này, mình xem nó là một đối tượng để nó canh lề với cái đường tròn giữa này. Vậy thì mình sẽ group hai đối tượng dưới lại thành một, group lại. Rồi bây giờ mình chọn đối tượng hai đường tròn dưới, nhấn shift chọn cái đường tròn giữa và chúng ta chọn canh lề theo trục đứng, nó nhích hai cái đường tròn dưới qua nhé. Đó, rồi như vậy là năm đường tròn của chúng ta đã ổn rồi đấy, ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển năm cái đường tròn này ra cái vị trí khác để chúng ta dễ thấy và dễ làm. Chuyển ra vị trí khác. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đổi màu để cho mình dễ nhận diện. Đổi màu để cho mình dễ nhận diện. Như vậy khi các bạn đổi màu thì những đối tượng này các bạn phải in group ra hết.
hình group ra hết. Bạn chọn in group on object cũng được. Bạn chọn in group on object là tất cả mọi đối tượng bên trong nó sẽ đều in group hết. In group. Tương tự như vậy, chỗ này bạn cũng in group cả 5 cái luôn nhé. Cả 5 cái luôn. Rồi, như vậy là mình có những đường tròn độc lập hết rồi đó. Những cái hình bình quyên độc lập hết rồi. Tiếp tục, mình chọn màu xanh đổ vô đây. Lấy màu xanh đổ vô đây. Zoom lớn lên cho nó dễ thấy. Rồi. Chọn màu đen đổ vô đây. Chọn màu vàng đổ vô đây. Bạn thích chọn màu của bạn cũng được, nhưng mà mình đang lấy cái chuẩn thì mình cứ làm theo. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được các cái màu. Bây giờ thầy sẽ phân biệt các cái nền ở phía dưới khác nhau để cho mình dễ làm. Phân biệt ở dưới. Ok. Đó. Vậy mình có các cái đối tượng khác nhau. Chỗ này màu hồng nó khó thấy quá. Rồi, ok. Vậy mình có các cái màu nó khác nhau hết rồi đấy. Bây giờ bắt đầu mình phải phân tích cắt cái gì nè. Cái đường tròn màu xám, đường tròn màu xám bên ngoài, mình sẽ dùng để cắt cái gì nào? Cắt cái đường màu vàng, đúng không? Nếu như mình dùng nó mà mình trim cái đường màu vàng thì cái đường màu vàng của mình nó mất cả trên cả dưới. Nhưng mà mục đích của mình là mất cái đoạn nào? Mục đích của mình là mất đoạn nào? Mất đoạn trên thôi, chứ không mất đoạn dưới này, được không? Cho nên mình chỉ lấy một phần của cái đường màu xám thôi, chứ không lấy hết. Nếu mà mình lấy nguyên cả cái đường tròn màu xám mình trim á, thì nó mất trên mất dưới luôn. Đó, mình lấy một phần thôi. Như vậy chúng ta sẽ dùng một cái hình chữ nhật. Chúng ta lấy cái phần này thôi. Để làm gì? Để thầy lấy cái phần giao nhau nè, giữa cái hình chữ nhật này và cái đường tròn màu, cái đường vành khuyên màu xám này. Mình lấy miếng nhỏ nhỏ này thôi. Chú ý ha, mình lấy miếng nhỏ nhỏ này thôi. Và cái miếng nhỏ này, cái đường tròn vành khuyên màu xám này mình chỉ dùng một lần thôi. Chỗ này mình dùng một lần, rồi sau đó mình bỏ, mình không dùng đến nữa. Cho nên chúng ta sử dụng công cụ là Intersect. Có cần giữ nguồn dự đích gì không? Bởi vì không cần dùng nữa, cho nên chúng ta bỏ luôn, khỏi cần giữ nguồn dự đích gì cả. Thấy mình lấy được miếng không? Rồi, mình lấy chính cái miếng này, mình trim cái đường màu vàng nhé. Trim cái đường màu vàng. Đó. Như vậy thì cái đường màu vàng của mình nó chỉ đứt phần trên thôi nè, phần dưới nó không đứt. Ok. Tương tự như vậy, mình sẽ lấy cái đường màu, cái đường, cái hình vành khuyên màu xám này nè. Mình cắt cái gì? Cái màu xám thì mình lại cắt hai cái. Một là mình cắt màu xanh, hai là mình cắt màu đen. Cho nên các bạn sẽ phải làm sao để mình lấy được hai miếng nha, hai miếng nhỏ. Như vậy mình cũng dùng hình chữ nhật để mình lấy. Đây là một miếng nhỏ này, miếng nhỏ của cái màu xám này nè, để tí nữa mình trim cái xanh, đúng không? Rồi, như vậy thì mình cũng dùng intersect. Nhưng mà bây giờ mình có giữ cái gì không? Nguồn là cái hình chữ nhật, đích của mình là cái hình xám này. Vậy mình có giữ cái xám lại không? Giữ. Tại vì tí nữa xám là mình làm thêm cái nữa để mình cắt hình màu đen nè. Cho nên mình phải giữ.
mình phải giữ lại. Chỗ này bạn phải giữ giữ đích lại. Insert với cái hình xám. Như vậy bạn đã có được một cái hình xám nhỏ đây nè. Nhưng mà cái xám lớn vẫn còn giữ ha. Vẫn còn giữ. Rồi, mình cũng dùng cái hình chữ nhật. Chọn đây. Cũng là insert, intersect nhưng mà không cần giữ nữa. Mình chỉ cần đến đó thôi. Đó, như vậy là mình đã lấy được hai miếng chưa? Rồi. Bây giờ miếng bên này mình sẽ trim cái hình màu xanh. Miếng bên này mình trim cái gì? Trim cái màu đen. Tương tự như vậy mình làm dần đến. Rồi bây giờ cái gì nữa? Cái hình nền màu tím mình cần bao nhiêu lần? Màu tím tức là bao cái đường ở cái nền của màu đen. Như vậy cái màu tím đó mình sẽ cắt cái màu vàng này là một chỗ này, cắt cái màu xanh này chỗ này. Như vậy mình cũng cần hai lần đúng không? Thì mình cũng làm tương tự như lúc nãy. Tương tự như lúc nãy mình sẽ làm hình chữ nhật chỗ này là một, chỗ này là hai, phải không? Phải. Rồi mình chọn cả hai hình chữ nhật, thầy làm nó nhanh hơn hồi nãy tí xíu. Chọn cả hai hình chữ nhật. Như vậy bây giờ mình làm hai cái hình chữ nhật này là đều là con dao hết. Mình dùng intersect, intersect with. Bây giờ mình không cần giữ nè, bởi vì mình làm hai cái cùng lúc. Nhưng mà hai cái cùng lúc thì nó lại có một cái vấn đề phát sinh. Bị chọn nhầm đối tượng. Đó. Mình lấy được hai miếng màu tím. Nhưng mà được chưa? Hai miếng màu tím. Miếng dưới này mình làm gì? À, cắt cái màu vàng. Miếng trên này cắt cái màu xanh. Tương tự như vậy, cái đường tròn màu xanh xám này nè, cái bình phương mà xanh xám, mình cũng giữ hai miếng. Một là mình cắt màu đen, hai là mình cắt màu đỏ, đúng không? Cho nên mình dùng cái hình chữ nhật, mình chọn ở cái vùng này là một, ở cái vùng màu đỏ là hai. Và cũng tương tự, mình chọn cả hai cái hình chữ nhật. Bạn zoom lớn lên bạn sẽ dễ cắt. Chọn hình chữ nhật này, nhấn shift. Chọn hình chữ nhật này, dùng công cụ intersect, insert, intersect, intersect with. Chọn cái màu tím. Được hai miếng chưa? Rồi, miếng dưới này mình sẽ cắt cái màu đen. Trim màu đen. Miếng bên này trim màu đỏ. Rồi, còn gì nữa nào? À, cái nền của màu đỏ, cái viền ngoài của màu đỏ, trim màu xanh này nữa là xong. Vậy tương tự mình sẽ lấy một cái hình chữ nhật. Intersect với cái viền ngoài nhé. Và lấy chính cái viền ngoài này trim. Xong rồi. Khá phức tạp. Ok.